đi chơi rồi có thể các bạn. À, 4 con rồi, 4 con sao vàng, 1 con ốc vít. Giờ mình ăn cơm thôi các bạn. Ăn cơm, cái bụng quá. Thank you.
trống chiền anh em. Trống chiền. Hai con thôi. Hai con. Con này con chiền 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 con ha. Chiền con. À, mình gỡ ra nha. Xe để đó đó. Trời ông kiểu gì đánh cũng ngon. Con hồi nãy là con cha hết rồi. Mai nó đã. Giờ này mình ra ăn cơm các bạn. Bụng quá. Hai chủ yếu là đi chơi thôi. Mấy con ở trong đây giọng hay lắm. Đi chơi rồi có thể các bạn. À, 4 con rồi. 4 con sao vàng, 1 con ốc vít. Giờ mình ăn cơm thôi các bạn. Một con, cái bụng quá. Cơm hơn anh ơi, cái bụng quá. Uống miếng nước cho thấm giọng cái là ăn miếng cơm. Chờ ông mát chờ. À, cái bụng quá. Sáng giờ luôn á, sáng ăn trưa luôn. Giờ một giờ mấy, 2 giờ chắc. Để coi mấy giờ cho. 1 giờ mấy rồi ha. 1 giờ mấy rồi. Thấy rõ.